Chào các bạn trở lại. Hôm nay Khải Toàn chia sẻ vài nét về thiền. Thiền định là tiếng Ấn Độ, người Trung Quốc gọi là tĩnh lự hay trầm lắng. Thiền tông là một tông phái coi trọng sự đốn ngộ, tức là giác ngộ tức thời. Về phương pháp thiền có hằng hà sa số, phổ biến là thiền quán, thiền vô niệm hay là thiền buông thư. Trong số này, thiền buông thư giúp có giấc ngủ ngon. Khải Toàn làm các video về tập ngồi thiền, các bạn có thể tìm kênh Khải Toàn Phong Thủy hoặc Khải Toàn Thiền Định để xem thêm. Vậy thiền là gì? Thiền có công án gì? Chữ thiền là trầm lắng, chữ định là an tĩnh, không tán loạn. Hợp hai chữ thiền và định lại, ta có một nghĩa chung, đặt tâm trí của mình vào một đối tượng và trụ lại, giúp tâm lực mạnh mẽ, thấu đáo chân lý của cuộc đời. Từ đó, tâm buông bỏ những gánh nặng và ngộ được sự vô thường trong cuộc sống. Thiền định là sự tĩnh lặng của tâm trí, hiểu đơn giản là nhận thức rõ ràng mọi sự việc ta đã trải qua. Ví dụ, ăn cơm cảm nhận ăn cơm, khi giận cảm nhận mình giận. Người giận dữ họ thường không kiềm chế được cảm xúc, có những hành động rất đáng tiếc. Vì thế, thiền chính là thấu đáo cảm xúc của chính mình. Ở bậc cao hơn, thiền là đốn ngộ, giác ngộ tức thời tất cả những việc xảy ra. Giả dụ trước đây con cái khi còn nhỏ, đưa rước đi học, bạn ôm, bạn hôn thắm thiết, dặn dò đủ điều. Khi chúng vào cấp 2, chúng không thích bạn ôm hôn trước cổng trường. Nếu đốn ngộ, bạn sẽ hiểu, chúng đã lớn, chúng đã mắc cỡ với bạn bè. Vì sao nên thiền? Ngày qua ngày, chúng ta đã tích tụ những tiêu cực trong tâm trí, những khó khăn, giận hờn, những thất bại trong công việc hay thất bại trong tình cảm. Những năng lượng tiêu cực này, chúng đầy ắp tâm trí, khiến con người u mê. Khải Toàn lấy ví dụ hai ly nước này. Một ly liên tục khuấy động gây sự tán loạn, đại diện cho những cảm xúc nóng nảy có thể bộc phát bất cứ khi nào. Một ly còn lại giữ yên trong vài giờ, những chất cặn lắng xuống đáy, chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Ly này đại diện cho tâm trí an tịnh, suy nghĩ thấu đáo và cư xử chuẩn mực. Khi ta hành thiền, ta giống như ly nước thứ hai, mỗi ngày lắng xuống một chút, vài tháng, vài năm, tâm trí của ta tự khắc chuyển hóa những tiêu cực cũ thành sự an lạc. Vì sao phải ngồi thiền mỗi ngày? Phật là vị toàn giác, Ngài là đấng giác ngộ. Con người phàm phu của chúng ta không có được sự toàn giác ấy và phải đối mặt với những trở ngại trong đời thường mỗi ngày. Vì vậy, mỗi ngày ngồi thiền là cách sạc pin và thanh lọc cặn bã cho tâm trí của chính mình. Hành thiền là tu tâm, không phải tu thân. Người mê thì không tỉnh, người tỉnh thì không mê. Hành thiền mỗi ngày, tâm không còn tích tụ sự tiêu cực, tâm tự khắc sẽ khởi thiện. Những đứa trẻ tăng động, những đứa trẻ dễ cáu gắt đều có thể tập ngồi thiền mỗi ngày từ 3 đến 5 phút. Bạn khuyến khích chúng theo hướng con sẽ thông minh hơn, con sẽ học giỏi nếu con ngồi thiền một buổi 3 phút, nhanh như ăn một que kẹo. Và dĩ nhiên bạn phải là người làm gương cho chúng thông qua hình ảnh bạn đã tập ngồi thiền. Một hình ảnh rất đẹp, nhẹ nhàng, an tịnh trong mắt người khác. Phương pháp tọa thiền. Khi chúng ta tọa thiền theo phương pháp thiền quán, trong buổi thiền tâm của ta quán theo hơi thở, quán tính vô thường, quán lòng từ bi, quán tưởng đang ở một nơi yên bình, quán tưởng đang có vầng hào quang xung quanh người mình. Thiền quán phổ biến là quán sát hơi thở, hít vào cảm nhận rõ luồng khí, thở ra cảm nhận mình thở ra, tâm của ta theo dõi hơi thở, tâm của ta đặt ở đầu mũi. Và cứ như thế trong suốt buổi thiền. Tuy nhiên, với những người phóng tâm khi mới tập hành thiền rất khó áp dụng phương pháp này. Để tâm của ta không đi lung tung,
Khải Toàn thường hướng dẫn những người mới tập ngồi thiền bằng phương pháp quán nhịp đếm. Đơn giản cứ hít vào đếm 1, thở ra đếm 2. Ban đầu chỉ cần như vậy sẽ có kết quả tích cực. Sau một thời gian ngồi thiền quen dần, bạn có thể tự tập phương pháp theo dõi hơi thở. Thiền quán đòi hỏi sự tập trung tâm trí lên một đối tượng, ví dụ quán tính vô thường. Hiểu rằng cuộc đời này có sinh sẽ có diệt, có tài sản sẽ có ngày mất đi. Con cái còn nhỏ, chúng sẽ lẻo đẻo theo ta, nhưng khi lớn lên, chúng đi mất tâm. Công năng của thiền như thế nào? Chỉ có các vị hành thiền mới có thể cảm nhận được. Ví dụ, lợi ích dễ thấy nhất ở những vị thiền giả. Một trường đại học ở Mỹ, họ có một cuộc thử nghiệm với 50 tình nguyện viên. Mỗi ngày ngồi thiền 10 phút trong vòng 2 tháng. Kết quả thu được sau 2 tháng thật bất ngờ. Vùng não phía trước lưu trữ trí nhớ tạm thời của một con người, của người 50 tuổi, hoạt động tương tự người 25 tuổi. Hầu hết trong số họ giảm đi 80% khả năng nóng giận và trầm cảm, đồng nghĩa với việc yêu đời hơn. Một nửa trong số họ phát huy tốt khả năng sáng tạo trong công việc. Vâng, chỉ sau 2 tháng đã có những kết quả tích cực như vậy. Ngồi thiền mỗi ngày được xem là một sự tự tu. Khi bạn không nóng giận, khi bạn yêu đời, bạn tạo ra được một từ trường tích cực, thu hút những đối tượng tích cực như bạn. Khi bạn nói lời chân thiện, mọi người sẽ cảm mến bạn. Ngay cả khi có ai đó nói lời bất thiện, bạn vẫn có thể thông cảm trước những lời bất thiện này. Đó là các bạn không gom vào mình những cảm xúc tiêu cực. Sẽ có lúc bạn hiểu rằng trong cuộc đời này sẽ có rất nhiều người dùng lời bất thiện gây khó chịu, họ tạo nghiệp bất thiện. Bạn nghe và thông cảm là bạn tạo nghiệp thiện. Nhìn mặt tích cực, những lời bất thiện giúp ta chỉnh đốn lại, giúp ta cân nhắc trước những sai phạm. Không có những người nói lời ác ý, có khi ta trở thành kẻ tự phụ, không thấy được sai phạm của chính mình. Không phải ai cũng thấm nhuần nhân quả báo ứng. Cũng như một cơn mưa, có cây thấm nhiều, có cây thấm ít, và có những cây không thấm giọt nào. Đơn giản đó là duyên. Nếu bạn muốn cải biến cuộc đời, cải biến tâm trí của chính mình, muốn trí nhớ tốt, muốn được vui vẻ, muốn nhiều ý tưởng, bước đầu tiên là tập ngồi thiền. Mỗi ngày một tiếng không được thì 30 phút, 30 phút không được thì 15 phút, 15 phút, 10 phút không được thì thôi khỏi luôn các bạn. Thiền định là một sự tĩnh lặng của tâm trí, là phương pháp tìm thấy được sự bình an sâu thẳm trong tâm hồn của chính mình. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.